con heo nái đó chuẩn bị đem về để mà đâm con heo đó đó. Con heo có chữa đó đem lên đó là đâm heo đó, ổng bước lên tới cây cầu sắt, giữa cây cầu sắt thì ổng nghe cái tiếng dội bên kia dội qua là bớ người ta ơi, cứu giùm tôi. Là nó đâm họng tôi rồi. Đó. Thì ổng nghe vậy thì ổng không có nghe cái tiếng heo kêu mà ổng nghe cái tiếng người ta kêu giờ cứu vậy đó. Cái con heo kêu là nghe chân cái lò heo con ổng đâm đó. Tại cái chợ này nó có một cái lò heo, mà cái lò heo này đặc biệt đó là khi mà người ta đem về đó, người ta gom vào những cái chuồng heo đó quý vị, nhỏ lớn người ta mua về đó để mà sát giết hàng ngày, để mà đem ra chợ để cho bán ở trong cái vùng chợ đó quý vị. Thì có một cái gia đình của ông anh này đó, có một thằng con như vậy đó, nó mới có 20 tuổi mà nó hành cái nghề là đâm heo mướn đó quý vị. Mà nó có một cái dao này, đặc biệt cái dao này đó ha, là hai lưỡi, có nghĩa là nó bên đây cái sống dao của người ta thì có cái lưỡi ở trên, cái sống trên, còn này nó y như cái lưỡi lê vậy đó. Là cái dao này nó đâm heo là cái như là chuyên nghiệp đó, nó đâm là con heo mà nó không thể nào mà giãy giụa được đâu, nó đâm là ngay tim không đó. Thì bà con mình thấy thường thường đó, tất cả các cái loại thú linh đó, nói với tất cả con vật nó cũng có cái tâm linh này đây à. Thì thường thường á, cái tất cả heo mà đem về đó đó thì chọn lựa ra heo tơ, heo già, heo nái rồi này kia, rồi người ta bán gì mua nấy, mà đem về đó thì để mà cho làm hàng đặng buổi sáng bán đó. Thì một ngày nọ đó mà ông già đặc biệt đó, là ông già ông có một cái việc mà là ông ghiền, cái này mới đặc biệt nè, để nhắc lại cho bà con mình biết. Ông già này đó, ông chờ thằng con của ông lúc 2 giờ khuya để chuẩn bị mà đi, nó xách cái dao mà đi, thì ông đi theo, ông đi theo á, ông mò ông đi theo, mà thằng con nó cũng có hiếu với ông lắm nghe, nó có hiếu với ông lắm. Thì khi mà lại đó thì nó đâm heo á, là cái gì là cái, ông giao là phải lấy cái huyết hậu để cho ông đem về đang ông nhậu, trả tiền nó bao nhiêu thì trả, nhưng mà phải là lấy cái huyết hậu cho ổng. Thì hàng đêm thường thường như là thằng con nó chạy từ nhà đó lại khoảng chừng cỡ 800 mét vậy đó, lội bộ lại đó rồi thì ổng cũng lân tân ổng lội theo đó, ổng lội theo để mà ổng chờ đợi mà lấy huyết heo. Mà thường thường ổng khi lại tới cây cầu đó thì ổng nghe cái tiếng heo mà nó đâm kêu két két rồi đó, là cái lúc mà ổng nghe là nó dứt cái điểm rồi đó, thì lúc đó là cả như là con heo chết rồi, ông vô lấy cái khẩu ổng nhậu. Thì cho đến năm này tới ngày kia là hoàn toàn đó, là ổng chỉ có mong có nhiêu mà ở có cái vụ gì gũ mà ổng cứ nhậu lai gai rồi đó, ổng chờ đợi để mà ổng chờ con ổng đâm heo để mà ổng lấy cái huyết ổng nhậu chơi đó. Thì mỗi một ngày á, một con heo đâm như vậy á, thì đủ sống ở trong gia đình con rồi ông già bà già đó. Thì bà con mình thấy một ngày nọ đó, nó có lạ, có một con heo này nè, cái con heo này là mới mới ngặt nè, đem về con heo đó là con heo đó nó có chữa cái gì, con heo đem về con heo đó nó có thai á, nhưng mà có một cái đó là nó mới có là tượng thai có mấy tháng thôi, 2-3 tháng gì đó. Đó thì thường thường thì cũng nghe ở đó thì ai cũng nghe, là hoàn toàn là cây cầu sắt ngày xưa là qua một cái con kinh rồi mới tới cái chỗ đâm heo, cái lò heo đó. Thì bà con mình thấy rõ là anh này anh đâm thì dắt 2 giờ khuya thì ai cũng nghe, bởi vì ngày xưa đó đâm heo thì ai ta thức giấc hết trơn rồi, heo nó la é cái é lên đó thì người ta thức rồi, lúc đó người ta chuẩn bị đi chợ. Nhưng lạ có một điều là chỉ có một mình ông già của cái chú này đã nghe thôi, chứ hoàn toàn không ai nghe hết đó. Thì ổng mới nói là đầu tiên đó, cái ngày đầu tiên đó nghe, ổng đi đó lại đó đó thì cái con heo mà đem về đó, con heo nái đó chuẩn bị đem về để mà đâm con heo đó đó, thì ổng thấy cái ngày đó sao thấy ổng buồn bã, ổng không có muốn đi nữa,
Có nghĩa là con ông đi chứ lúc đó ổng làm như trong mình, ổng muốn bệnh, ổng không có chịu đi nữa. Như vậy thì ông nói thôi để gán qua bên này để lấy về, để mình chiều mình nhậu coi coi, coi nó có thể là nó khỏe, nó giải nghệ mình không. Thì lúc đó là ổng mới đi qua tới cái cầu sắt, và lúc đó là cái bắt cái con heo có chữa đó. Như vậy thì bắt con heo có chữa lên đó ha. Đầu tiên là cái con heo có chữa đó đem lên đó là đâm heo đó, ổng bước lên tới cây cầu sắt. Giữa cái cầu sắt thì ổng nghe cái tiếng dội bên kia dội qua là bớ người ta ơi, cứu giùm tôi, là nó đâm họng tôi rồi đó. Thì ổng nghe vậy thì ổng không có nghe cái tiếng heo kêu, mà ổng nghe cái tiếng người ta kêu giờ cứu vậy đó. Thì ổng mới đứng lại, ổng đứng lại thì lúc đó là ổng không còn nghe nữa. Thì lúc đó con heo đó, cái hướng của cái con heo kêu là ngay chân cái lò heo con ổng đâm đó. Thì ổng lại đó là bữa đó là ổng không lấy cái huyết hậu luôn. Ổng nói sao mà bữa nay sao ba nghe cái tiếng kỳ quá con, lại là sao mà nghe cái tiếng mà heo mà nó kêu mà ép 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 như vậy đó, là đâm họng, mà sao bữa nay lại nghe cái tiếng người người ta kêu chứ. Như vậy thì con cha nghe rõ ràng. Cái thằng nhỏ nó mấy thằng con của ổng nó nói thôi đi, tại ông nghe làm sao đâu chứ heo mà gì đâu tiếng người. Thì ổng nói không, con đừng có nói vậy chứ thật sự là y vậy đó, nghe không? Thì con cứ yên tâm đi. Nếu mà con không tin đó thì con thử một lần nữa, con cha nói là con phải đừng có từ đây xác giết, đừng có xác giết nữa. Cha bảo đảm với con đó là cha nghe cái tiếng heo rõ ràng. Đó. Như vậy thì ông này ổng mới về nhà, ổng không có nhậu mà ổng cũng không có kêu con ổng lấy huyết heo nữa. Thì thằng con nó cũng làm con heo đó rồi đàng hoàng, trên qua ngày sau nó nói thôi giờ nghề nghiệp của mình giờ giờ ông bỏ rồi chết đói hay sao, thôi gán làm bữa nữa nghe ba đó, ông làm đi rồi không thắng từ từ mình kiếm nghề khác. Thì ông này ổng mới nghe con ổng vậy đó, y gan vậy đó. Thì cuối cùng qua cái ngày đêm thứ hai nữa, cái đêm thứ hai là vào lúc 2 giờ khuya, khi mà ông không có đi, ông không có lấy huyết heo, mà ý ông muốn lên ngay cây cầu đó để mà ông nghe thử coi cái tiếng heo nó kêu sao đó. Thì cuối cùng rồi đó là khi ông bước lên tới đó là thằng này nó đâm con heo thứ hai nữa, nó kêu bớ người ta ơi làm ơn cứu tôi, nó giết tôi, nó đâm tôi. Như vậy là 2 lần. Ông này ông mới chạy lại con, ông nói thôi con ơi, rõ ràng là ba nghe cái tiếng y gan vậy rồi, không có chạy đường nào sức. Đây là một cái vụ việc này nó có sự thật ở trên cái chợ, là ở gần cái vùng Đồng Tháp mình nghe bà con đó. Thì thằng con nó làm xong rồi đàng hoàng cho ngạo, nó nói thôi ông ơi, ông nói vậy chứ heo mà làm sao mà có tiếng người, bởi vì nó sát hại mà nó đâu có sợ đâu. Thì ông nói thôi bây giờ con nghe không nghe thôi, mà từ đây tới cha không có ăn nhậu nữa, mà cha cũng không có ăn cái huyết heo này nữa, rồi tao nghe rồi. Như vậy thì con nghe không nghe thì quyền con, thôi bây giờ cha không ăn nữa mà con cãi tao thì mày làm gì làm, sau này hậu quả mày gánh mày chịu, làm nha. Chứ đây là người ta đó chứ không phải là heo đâu, cái linh hồn của người ta về sao mà con xác giết như vậy là người ta kêu cứu đó đó. Thì hiện tại bây giờ đó, nếu con không tin thì thôi cha không có làm nữa. Qua cái lần thứ ba ổng không đi qua nữa, mà ổng về ổng mơ màng ổng nhớ lại là cái tiếng heo kêu văng vẳng vẳng bên mình ổng hoài. Thằng này nó nói thôi giờ ông không đi tôi đi lỡ đẳng ha. Thì nó vừa bắt cái chảo lên, nó vừa bắt cái chảo lên thì nó chuẩn bị nó đâm con heo. Thì nó đâm xong rồi đó, nó đi chặt ngang chỗ cái giò đó, thì nó phập vô ngay chân chỗ cái chảo nước sôi đó, nó té ngang đó, thì cái tay nó chống vô từ khúc này lên tới đây cái lột da cho nghỉ đâm con heo sao luôn. Thì bà con mình thấy rõ ràng đó là nếu mà nó không cãi cha nó thì hoàn toàn là cái việc mà nó bị hại này nó không có nè. Ông đã cản nó 2 lần rồi mà con heo nó đã kêu cầu cứu rồi, mà con heo thứ ba nó cố tình nó giết nữa, thì bây giờ đó cái quả này nó trả cho nó rõ ràng và cảnh cáo cho biết trước từ để tới bỏ cái nghề, cái tay cầm dao của nó là không còn cầm dao để đâm heo nữa đó. Thì mình thấy rõ chứng minh là từ đó tới sau là nó không còn làm được nữa, bị ở đây là cái tay nó có tật, nó gút lên luôn, có nghĩa là gân nó gút lên là không còn là cử động là được mạnh nữa, thì nó bỏ cái nghề đó luôn. Thì từ đó tới sau nó biết được cái việc làm của nó. Thì sau này anh này đó có một thời gian ảnh đi theo qua cái vụ mà hơi thuốc nam,
và ảnh kể lại những cái mẫu chuyện là ở tại An Long mình chứ không có đâu xa hết. Đó là cái mẫu chuyện đó là giết vật là sẽ trả cái nghiệp và heo nó lên để nó kêu gọi mình đó là cứu mạng cho nó đó quý vị. Thì những cái mẫu chuyện nhân quả vừa qua tôi kể cho bà con mình nghe đây, nếu có những cái điều gì mà có sơ sức mong bà con cũng thông cảm và hoan hỷ dùm. Xin chân thành cảm ơn bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái nhân quả này nó đặc biệt nhất là sau này cái trả cái quả bả liên tục 5 năm. Bả nằm mà bả môi bóc cái lỡ mình lỡ mày đây cái gì. Thì chúng ta thấy là rõ đó là ngày xưa đó. Quý vị mình thấy đó cái nghề mà ốc hến rồi cá mắm đó thì toàn bộ là bà con mình thấy sống ở trên thế gian này ngày xưa cá mắm ốc nó nhiều dữ lắm. Mà chính là vào một cái giai đoạn mà sau tiếp thu đó thì hoàn toàn đó bà con mình đó mỗi một tát một cái đìa như vậy đó ha. Cá mà cắt cổ ra đó là hoàn toàn đó là nói là mấy chục dạ không đó chứ không phải vừa đâu. Bởi vì cá linh cá rầm ngày xưa đó là nó rất là nhiều để làm mắm. Mà mỗi một cái đợt mà khi mà bà đi về mà bà tát cái đìa mà nói chung ra cái đất của bà rất là nhiều nha. Ngày xưa bà tới 4 năm cái củ đìa lên. Ba lần á, mỗi lần mà tát về đó là hoàn toàn đó ha. Là làm đó là mấy chục hũ mắm đó quý vị. Mà quý vị mình nghĩ coi. Bà con mình thấy ông bà mình ngày xưa đó bởi vì á vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành. Làm mắm để làm chi? Để dành cho con cháu ăn Tết rồi này kia đó, làm những cái việc đó rồi lấy ra móc ra bán rồi này kia đó, biết bao nhiêu cái sanh mạng của người ta. Thì trong cái thời gian mà bà làm những cái nghề đó đó rồi cái bà mới là đi lần 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 cái bắt đầu bà mới làm ra một cái kệ để bà bán, bà cắt cổ bà ướp bà làm mắm nha đó. Như vậy thì vào một cái giai đoạn mà sau này đó thì không biết là như thế nào mà qua cái thời kỳ của cách mạng về đó quý vị. Tự nhiên đó gia đình của bà đó nó phát ra là có người con. Cái người con đặc biệt nhất đó là ngày xưa đó khi mà nổi lên một cái cơn bệnh đó. Khi sanh con bà ra đó ha thì hoàn toàn có một năm sau là con của bà đó là nó có một cái căn bệnh đặc biệt nhất đó là nó nằm tới đâu nó quào tới đó là nước nó chảy tới đó. Có nghĩa là nó nổi mục mục cái gan cũng như là thường thường ta nói nổi trái gạ vậy đó. Mà cái thời gian á bà làm mắm đó, đó thì lúc đó là bà mới là ngồi bà cắt cổ bà cắt cổ mấy cái con cá đó ha rồi bà phải đánh dẫy đó thì con của bà đó nó cũng làm theo như vậy đó. Qua một cái thời gian sau này cái người con của bà nó mới nằm chiêm bao nó mới thấy được đó. Nói má ơi hiện tại bây giờ đó ha con nằm tới đâu đó con nhắm mắt lại là con thấy là tất cả các loại cá rầm cá rô đồ này kia nó về nó ghĩa con đó ha là ghĩa tới đâu là lỗ phiết phiết tới đó chân má đừng làm nữa má đó. Mà nhiều lần mà con bà nó nhắc nhở bà mà cái bệnh con bà thì nó càng ngày nó càng trầm trọng nó không có hết được đó. Như vậy là cuối cùng rồi đó nó nằm mộng liên tục 3 lần nó thấy là toàn là tất cả những cái loài cá mà bả cắt cổ mà bả làm mắm đấy là về là nó núp mình mẩy đấy ha lỗ lỗ lỗ. Nhưng mà thật sự là khi con bả nằm ngã bệnh rồi đó mắt chảy lá chuối nằm ở dưới chứ còn nằm ở trên không được, có nghĩa là nó lỡ hết trơn đó. Mà khi mà nó lủng lỗ y gan cũng như con cá nó núp vậy đó liên tục là 3 đêm như vậy đó là nằm mộng thấy là cái như cá nó cắn nó núp không mà mỗi khi mà cắn ở đâu đó là lủng lỗ tới đó và chảy nước tới đó vậy đó. Thì cái người con mới khuyên bà nói thôi giờ thật sự ra vậy con biết là con cũng gây cái nghiệp với mẹ thôi giờ từ đây tới thôi mẹ đừng làm cái nghề làm mắm nữa. Đừng có cắt cổ đừng có mà đánh di đánh dẫy người ta nữa. Bởi vì cái này con biết là cái nhân quả mà má đừng có làm nữa. Đó như vậy thì bà cuối cùng bà nói thôi bây giờ nếu con mà không làm thì lấy gì sống.
Thì thôi bây giờ đó, nếu con nghĩ như vậy thì thôi bây giờ má chị cho con hết bệnh đi. Đó. Cho con hết bệnh rồi thì hoàn toàn đó là con là khi mà con hết bệnh được đó thì mẹ mới nghĩ làm cái việc này. Đó thì cái bà này ngày xưa người ta gọi là bà chín mắm đó quý vị. Bả là chuyên nghiệp, bả làm mắm bả cá cổ nghe. Cuối cùng rồi con bả khuyên hoài không được. Nó đau cho đến khi mà nó chảy từ cái nó lủng từ cái miếng thịt mà nó lủng lỗ trong mình của nó đó ha, lần 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 nằm một chỗ rồi á, cho đến ngày là sức khỏe nó cạn kiệt rồi lần 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 nó đi tới là đưa xuống bác sĩ, thì bác sĩ nói cho biết là không thể cứu sống nữa được, là người con của bà, người con gái mà chị này là rất là đẹp nha, mà ngày xưa gọi là bà chín bắn mắm đó, là bà chuyên nghiệp bà cắt cổ và bà lột da, là bà làm những cái con cá để mà bà làm mắm đó. Thì ba cái đêm liên tiếp như vậy đó, cuối cùng cái người con của bà đó không thể sống được và nói như thế này: nếu má còn làm nữa thì cái nghiệp này nó còn nữa, thì thôi bây giờ đó, từ đây sắp tới đó má đừng có làm nữa. Cá lóc ha cũng vậy mà cá rô cũng vậy, bà làm mắm riết rồi đấy là không có chịu nổi, thôi bây giờ con khuyên mà má không được thì thôi con phải lãnh chịu cái nghiệp này đó. Thì không có bao lâu là bắt đầu bằng con bà từ 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 đó là nó chịu, lỡ mình lỡ mẩy cho đến 1 năm sau là bắt đầu cô này đó là chết luôn. Thì cô này chết luôn rồi đó. Qua một cái thời gian đó là bả không còn nghĩ cái vấn đề mà cái việc mà tội phước nữa. Lúc đó con bả chết rồi đó. Tưởng đâu là bả là cái như là bả còn thấy được cái nhân quả, thấy được những cái tội phước. Thì ở đây đó bà con mình thấy đó, khi mà bả cuối cùng rồi đó là bả không còn làm cái nghề mắm nữa quý vị. Nhưng mà sau này đó là bả đưa qua cái nghề đặc biệt nhất đó là cái nghề mà mua vịt và bán gà đó. Cái nghề nuôi mua vịt bán gà là bả không còn làm mắm nữa. Thì ở trong cái việc mà vịt gà rồi này kia đó, ở đầu cái chợ mà đầu mối đó, nếu ai mà đem lại thì bả thu mua hết trơn, bả để vô cái lồng ngày xưa đó, rồi là tự động là ở đó là có cái chảo kế bên đó là cắt cổ, ai mua là nhổ lông cắt cổ luôn đó, rồi làm tại chỗ cân cho người ta luôn. Thì trong một cái thời gian nó không có lâu, bà làm đó là lúc đó là khấm khá nha, bà làm đó là từ vịt gà rồi tới là những cái cá mắm mà lớn nhỏ gì bà thu mua lại hết đó, bà bán, bà mua rồi bà bán lại là làm ăn bà khá lên, bà dựng lên một cái sạp rất là lớn đó. Như vậy thì cái chảo là nước bà để khít một bên đó, bà con mình thấy là khi mà ai mà lợi thì bà nhúng vô, mà ngày xưa đó bà làm bằng cách là bà nhúng con vịt vô đó, mà bà còn dạy người ta là bà nói nếu mà con vịt mà muốn nhổ lông cho đàng hoàng là bà chỉ, bà để miếng xà bông vô bà chỉ gành vậy đó, là tay bà vuột một cái một là nguyên một cái lằn lông vịt là trắng phích vậy đó, bà làm chuyên nghiệp luôn. Thì trong một cái giai đoạn đó là bà làm, bà con bà đã chết rồi về cái nghiệp là cá mắm rồi đó. Như vậy thì tới cái giai đoạn thứ hai là bà gây tạo những cái nghiệp ác nữa, là mỗi một ngày bà sát giết cả hàng mấy chục con gà con vịt để mà bà bán cho người ta. Thì năm này tới năm kia rồi bà ngồi tại cái khu chợ đó ha, là bà làm chuyên nghiệp, bà làm là cả như là rất là lẹ, bởi vì tinh vi mà bà làm riết rồi bà quen tay rồi. Thì một ngày nọ đó bà con mình thấy rõ ràng khi mà trong cái thời gian mà bà đã là ngồi đó bà làm mà giấc khuya đó quý vị, trong cái công việc mà bà làm giấc khuya để sáng lại bà phân cho những cái kệ mà bán, nào là cơm gà đồ này kia với gà quay đồ này kia đó, người ta lại người ta lấy đó, bà thức khuya bà bán. Như vậy thì ngày nào một đêm nào bà cũng mấy chục con bà nhổ lông cắt cổ lột da bà làm để mà bà phân phối cho bà con người ta. Đây là một cái điều kiện mà mình thấy rõ ràng chứng minh cho chúng ta biết đó là cái nhân quả không bao giờ chạy sức. Như ngày xưa cô ba bán cháo gà cũng vậy,
giết vật rồi thì hoàn toàn đó là gà. Khi mà cái linh hồn của cô vừa phục xuống tới ngay chân cửa Diêm La địa ngục thứ nhất rồi đó bà con, mình thấy đi, gà con nào con nấy nó súng lại nó mổ nghe, nó dịch nó mổ nó lại nó ghẻ. Rồi còn bà này đó là khi mà nó trả cái quả của bà đó, đến khi cuối cùng cái quả của bà mà đến lúc mà bà trả rồi một cách rất là đau đớn. Ngày xưa có cái chảo, mà ngày xưa có chảo lỡ lỡ vậy nè, bà nhúng, bà nấu một một nồi nước như vậy, bà chảo nước để mà bà nhúng lông đó, để miếng xà bông vô, bà ngồi bà nhổ lông gà đó, bà cà gục cà gạt làm sao không biết, mà bà chặt cái tay nghe quý vị, bà ngửa cái mình ngang một cái là nó té nguyên cái dàn lưng sau này đó, là nó lật ngang đấy ha, là nó úp ngang đây, cái tay bà chống qua đây là nguyên cái dàn của bên tay trái này, bên phải này là hết trơn cái dàn này, lột da luôn, là kể như là phỏng luôn, là chở bà đi đó. Như vậy thì khi người ta phát hiện và la lên rồi thì cái chảo nước nó lật xuống rồi đó, thì đưa bà vô bệnh viện rồi đấy ha. Thì trong cái thời gian trong chưa có đầy một ngày nữa thì bà chết luôn ở tại chỗ bệnh viện luôn. Bởi vì coi như á, mỗi một ngày là bà bắt chảo lên để mà bà là lột da, bà nhổ lông, thì trong cái giai đoạn đó là năm này tới năm kia, cho đến khi mà cái nhân quả mà nó gieo, cho đến khi là bả là biết bao nhiêu ngàn con vịt con gà và biết bao nhiêu cái con cá, phải không? Thì hôm nay đến lúc đó là con của bả phải chịu những cái cảnh thứ nhất mà bả không có nghe lời, cái thứ hai nữa đó thì bả hành luôn cái nghề mà là bán vịt bán gà mà làm mổ xẻ tại chỗ, thì bà bị ngửa cái mình ngang một bên đó, là bà úp ngang là nửa cái mình bà, trong vòng chưa đầy 2 ngày sau là bà chết luôn. Thì nó sẽ đưa tới cái nhân quả này không ai chạy sức được, bởi vì cái xác vật này nó hoàn toàn, cô bác mình nói sống ở trên xã hội này nếu mình giết người là phải đền mạng quý vị đó. Toàn bộ tất cả bà con mình thấy nếu ai mà làm ra những cái việc này thì mình nên nhớ đi, xác vật hoàn toàn đó là nó sẽ thiệt hại cho mình, giàu cho có tiền, giàu có cỡ nào cũng vậy. Cũng như ngày xưa tất cả những vị mà làm heo đó, thì khi chết rồi á, khi chuẩn bị chết rồi, bà con mình thấy đây những cái việc mà trước mắt đó, khi mà chuẩn bị chết rồi thì hộc máu hoặc là những cái việc mà sôi mồm sôi miệng nó lên để mà trả cái quả. Còn những người mà ta làm những cái thú vui mà xác chiết mà chuột hoặc là những cái con khỉ đồ giạt đầu rồi quý vị, thì sẽ trả lại y như vậy đó, chứ không bao giờ chạy sức được. Thì cái cô này đó là đầu tiên con của cổ là bị nổi cái mụn cũng như là ghẻ phỏng vậy đó, lần 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 rồi chết luôn. Cái nghề hành cái nghề mắm mà coi như là làm quanh năm luôn mà đó. Rồi luôn tới cả cô, cái bà già của cô này khi mà trở về cái nghề mà làm vịt gà đó, bà chính này đó, bà sẽ bị cái quả đặc biệt nhất là bà sẽ trả được, bị cái dịch vụ mà nhổ lông, và bà dạy người ta nó để xà bông vô vuột cho nó hết cái lông đó. Thì bà con mình thấy khi cái quả mà nó ngã cái mình bà xuống mà bà ngủ gục đó, bà chặt cái tay, bà chống cái tay chịch ra ngay chân chỗ cái bộ vạc, thì nó nhào cái đầu bà xuống dưới mà cái mình của bà nó nhúng vô cái chảo quý vị. Thì hoàn toàn đây là những cái việc làm á, gây tạo những cái ác nghiệp thì nó sẽ trả cái nghiệp quả báo cho mình biết trước. Vậy thì khuyên tất cả bà con chúng ta, nếu ai mà có làm những cái việc gì mà sát sanh để mà hàng ngày ngồi ngay chân những cái điều kiện mà mua bán để lấy đồng tiền, thì xin thưa bà con mình cũng gắng cố gắng nha. Nói ở đây thì nếu bà con có nghe thì chúng ta cũng nên cố gắng tạo những cái nghề nghiệp gì cho nó có thể nói là tương đối không xác giết nhiều, thì cái linh hồn của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Bởi vì ở đây đó hoàn toàn đó, từ xưa tới nay sợ Phật sợ nhân quả, mà chứ thần thánh gì chúng ta cũng phải sợ nhân quả. Thì hôm nay chứ mình là đệ tử của Phật, con của Phật, thì chúng ta sẽ nên nhớ gắng cố gắng nghe lời của Đức Phật và ơn trên chỉ dạy cho mình, nó chớ sát hại mạng người như thế, để mình làm những cái việc làm đó mà chúng ta sẽ chịu gánh cái hậu quả sau này rất là đau đớn quý vị. Thì hôm nay những cái nhân quả này tôi sẽ kể ra cho bà con, thì đây là những cái việc làm
có thể là nói để cho bà con mình nhận được và thấu hiểu được những cái việc là giành giật cấu xé với nhau để mà tranh về cái việc ăn, về việc cái nghề sống, tiền bạc, nó không có ích lợi cho linh hồn mình đâu quý vị. Mình tạo những cái nghề khác làm để cho chúng ta được nhẹ nhàng, cái linh hồn khi mà nhắm mắt thì hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường giáng xuống diêm đình. Như vậy thì sổ sách kia, tội phước đinh ninh, thưởng với phạt hai đường tỏ rõ, thì chúng ta gắng cố gắng để hành làm sao mà cho nó vượt qua những cái việc mà xuống địa ngục để hành phạt đó, mình là rất là nặng nề quý vị. Thì những cái mẩu chuyện vừa qua thì kể cho bà con mình biết để sau này tránh được những cái việc xác đó, là hoàn toàn linh hồn nhẹ nhàng và vượt qua những cái cảnh là núi đao hoặc là lửa cháy nghe quý vị. Thì hôm nay đó xin chấm dứt hai mẩu chuyện.